Đã nhiều năm, việc đưa đón con đi học và nấu những bữa cơm cho gia đình đã trở thành niềm vui mỗi ngày của anh Chu Đức Việt. Dù hai vợ chồng, mỗi người bận rộn với một công việc khác nhau, nhưng khi về tới nhà thì đều chia sẻ công việc gia đình. Bí quyết của họ thật đơn giản. Việc nhà không của ai cả, việc nhà của cả hai. Nếu mà vợ chồng cùng vào bếp được với nhau thì rất vui và hạnh phúc. Thấy mình sẽ không ngại công việc nấu nướng đâu, vì chị em cũng ra ngoài vất vả và mình cũng vất vả, thì về cùng chia sẻ được với nhau thì là cái tốt ấy. Cũng thấy rất là thoải mái khi cùng vào bếp với vợ mình. Theo ghi nhận, hiện nay đặc biệt tại các khu vực đô thị, người đàn ông đã biết cách chia sẻ và hỗ trợ vợ trong các công việc gia đình. Bên cạnh đó, nhiều phụ nữ cũng đã chia sẻ với chồng những công việc tưởng chừng chỉ dành riêng cho đàn ông. Là giảng viên của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, thời gian trực ở trường nhiều hơn ở nhà, nên mỗi khi về nhà, anh Nông La Duy luôn dành thời gian để cùng vợ làm việc nhà, chăm sóc, đồng hành và cùng con trưởng thành là bí quyết hạnh phúc của gia đình nhỏ này. Mỗi khi thu xếp được công việc về nhà để cả gia đình cùng chung nhau, sum vầy làm những công việc hàng ngày thì mình cảm thấy rất là vui. Và qua đó thì tình cảm gia đình cũng cảm thấy rất là ấm áp và rất là hạnh phúc. Theo các chuyên gia, trong 8 nguyên nhân chính chiếm tới 90% tỷ lệ ly hôn thời hiện đại, nguyên nhân hàng đầu là vợ chồng không tôn trọng nhau. Cái tôi quá lớn, áp lực công việc, quan niệm bất bình đẳng giới và cả sự chi phối của công nghệ khiến người ta dễ xa nhau. Vì vậy, tôn trọng, chia sẻ, gần gũi mỗi ngày sẽ tạo thêm chất keo gắn kết các thành viên gia đình. Khi mà làm việc về nhà xong thì hai vợ chồng cùng nhau vào nấu cơm, và chồng thì lúc nào cũng rất là chia sẻ với mình. Anh giúp đỡ mình trong mọi công việc hàng ngày của gia đình để phụ mình chăm con với cả chăm sóc gia đình cùng mình để mình đỡ vất vả với stress hơn. Hạnh phúc là được yêu thương và chia sẻ việc nhà, gần gũi mỗi phút giây, tiếng cười mỗi ngày, mâm cơm gia đình quây quần. Đó chính là những nhân tố quan trọng để mỗi gia đình thực sự là tổ ấm, nhân lên những niềm vui, hạnh phúc và nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách của mỗi người. Tin rằng mỗi chúng ta, ai cũng gieo cho mình nhiều hạt giống yêu thương, chia sẻ để gặt hái những trái ngọt hạnh phúc.